Chào tất cả các bạn. Trên tay mình đây đang là chiếc tai nghe AirPods thế hệ thứ hai của Apple. Thì hôm nay mình muốn hướng dẫn các bạn cách kết nối và cách sử dụng cái tai nghe này. Thì trong clip trước mình đã hướng dẫn các bạn rồi, nhưng hôm nay mình muốn làm lại để hướng dẫn các bạn cách cụ thể hơn. Đây là chiếc AirPods thì mình cũng sẽ nói qua về chiếc AirPods này của mình. Mình đã dán một cái skin và sử dụng một cái bao da như thế này. Thì skin rất là đơn giản thôi, nó cũng không có gì là khó khăn cả. Các bạn chỉ cần cắt một cái dạng skin như thế này là có thể dán được. Cái AirPods này thì nó sẽ thiết kế cái skin với cái dạng những mảnh sau. Thứ nhất là tai trái, tai phải, đấy, các bên tai nhá. Đây là cái skin để dành cho hai tai. Đây là cái skin để dán cho nắp. Và đây là thân. Đó. Đây là toàn bộ thiết kế những cái miếng dán của tai nghe AirPods này. Thì để cắt được những cái miếng như thế này thì mình đã có mẫu sẵn cũng như file. Thì sắp tới đây mình sẽ chia sẻ cái file mẫu sẵn này bên dưới cái link video này. Các bạn có thể download cái file này về. File này trên file là Corel nhá. Thì bạn nào mà dùng làm thiết kế hay là sử dụng các phần mềm đồ họa thì có thể dễ dàng làm được những cái trang trí, cái giấy trang trí như thế này. Đấy. Sau khi các bạn đã cắt được những cái mảnh như thế này rồi thì các bạn sẽ dán lên chiếc AirPods của các bạn. Nó sẽ có phần như thế này. Đó. Đây là phần tai nghe nhá. Phần tai. Phần tai thì các bạn sẽ dán bằng 4 cái miếng này. Thì một miếng này là dán được một tai. Cái phần nắp thì các bạn sẽ dán như thế này. Đó. Đây. Các bạn sẽ dán lên. Các bạn nếu sử dụng khò hoặc bật lửa thì có thể dán được dễ dàng hơn. Đấy. Ở đây thì mình đã dán rồi, cho nên mình chỉ hướng dẫn lại các bạn thôi. Mình sẽ không dán lên nữa. Đấy. Thì cái ưu điểm của cái skin này thì nó rất là ôm, rất là khít và nhẵn. Đấy. Nhìn cũng rất là hầm hố, nhìn nó như là một quả trứng khủng long. Đấy. Trứng của khủng long. Ở đây do cái thiết kế của AirPods này là nó bo tròn tất cả các góc và rất là thon, cho nên là không thể liền hết được mà phải tạo ra những cái rãnh như thế này thì giấy mới có thể ôm được. Nó không thể nào mà kín được. Đấy. Đây là phần bên dưới thân. Phần bên dưới thân thì chúng ta sẽ dán ôm như thế này. Đấy. Các bạn sẽ dán ôm này theo đúng các khớp, các đường rãnh của nó. Rất là dễ thôi, các bạn chỉ cần cắt đúng cái kích thước này và ốp lên. Sau đó lấy bật lửa hoặc là lấy máy khò khò là xong. Đó. Đây là toàn bộ các phần và các mục để dán chiếc AirPods này. Đây là chọn bộ cái combo đỏ của mình. Đây là một cái màu sắc nó rất là bắt mắt và rất là dễ sử dụng, rất là nổi bật. Các bạn có thể nhìn thấy về bao đựng tai nghe này, hộp tai nghe, hai tai và chiếc điện thoại, tất cả đều đồng bộ cùng một màu sắc. Sắp tới thì mình sẽ share cái đường link cũng như là share cái file để các bạn có thể cắt được những cái miếng skin như thế này để các bạn tùy sức sáng tạo ra những cái hình ảnh khác nhau trên các màu sắc khác nhau. Các bạn không cần phải ra ngoài tiệm. Vì với một cái bộ skin này ở ngoài tiệm nó bán hiện tại đang là 100.000 bộ. Đó. Thì các bạn có thể tùy ý và tạo ra mình được những cái phong cách riêng của chúng ta. Và tùy các bạn muốn dán như thế nào cũng được. Còn về chiếc AirPods này, trong các clip trước mình cũng đã hướng dẫn cách kết nối rồi. Cho nên là mình sẽ không làm lại trong clip này nữa. Clip này là mình muốn giới thiệu đến các bạn cái skin này. Skin này theo mình đó là rất là hay. Một combo rất là đẹp và rất dễ sử dụng. Đó. Đây là cái sở thích của mỗi người. Ok. Cảm ơn các bạn đã quan tâm clip này của mình. Thì trong các clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng AirPods một cách điêu luyện và thành thục nhất. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.